loại bé. Loại bé. Loại bé chứ không phải loại ngành ngang này đâu. Khi nó còn bé, khi nó ở dưới này này. Vâng, đúng rồi. Rồi, xong nữa được rồi. Lại chuẩn bị chửi này. Đít mẹ. Đừng có phát hết đấy nhá, đừng hết hết lá nó đi. Vừa vừa thôi. À, cây này đẹp rồi. Đéo đẹp đâu. Đéo đẹp đâu, cây này ngắn này. Cần gì phải cao. Cái này không mấy nữa nó già đi, xong là mình về mình đẽo hết cái vỏ đi á. Cái đấy, cái gì? Ờ cái sạch cái cọng lá đi. Rồi trồng lên đẹp ạ. Dọc thế. Chặt dưới ấy. Để dớn vụn về còn ghép cây. Thật. Nó muốn đẹp rồi cái lùm xùm ấy. Lùm xùm trở về ai trở. Dớn vụn nó cũng đang bán đấy. Đúng. Để cho nó hết cái đất, đất đây. Tí mang xuống thác không rửa. Ừ đúng rồi. Hết cái đất kia. Tí ra kia dùng nước dây phát mấy cái xe khô đi này. Cây này đẹp hơn cây mụn đứt.